Ngày 11 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đinh 1981, hộ khẩu thường trú xã Cù Hiên, hiện ở xã Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 20 năm tù về tội giết người, mà người bị hại chính là Hậu Phi bị cáo. Theo cáo trạng, chị Phan Thị Mai và Đinh là Hậu Phi chồng, sinh sống tại xã Cù Hiên, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Sau cơn bão số 12 năm 2018, nhà bị hư hỏng nên cả hai đến nhà phụ thân mẹ ruột của Đinh tại xã Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, để ở. Khoảng 6 giờ 30 ngày 9 tháng 3 năm 2019, khi chị Mai đang ngồi rửa rau trước nhà thì Đinh từ trong nhà đi ra. Nghi ngờ chị Mai ngoại tình nên hai Hậu Phi chồng cãi nhau. Bực tức, Đinh lấy con dao dài khoảng 41 cm ở gần chỗ chị Mai ngồi, đâm nhiều nhát vào người khiến Hậu Phi tử trận tại chỗ. Sau đó, Đinh cầm dao tự đâm vào bụng mình để tự sát thì mẹ phát hiện, tri hô người nhà đưa đi cấp cứu giết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 thì xuất viện. Tại phiên tòa, Đinh khai, sau khi cơn bão số 12 đi qua, nhà bị sập, phải về nhà phụ thân mẹ để tá túc. Trong thời gian này, hai Hậu Phi chồng không có quan hệ tình dục với nhau, nhưng Hậu Phi lại mua thuốc tránh thai để trong người, Đinh nghi hoặc Hậu Phi ngoại tình nên đã gặn hỏi nhiều lần. Chị Mai thú nhận có ngoại tình nhưng không nói người đó là ai và xin tha thứ sẽ không tái phạm, nhưng lại nói tiếp mua thuốc ngừa thai để trong người nên Đinh bức xúc và gây án mạng. Xét thấy hành vi của bị cáo Đinh là nghiêm trọng nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án trên.